Ok, và Linh kính chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Linh lại tiếp tục làm clip cho các bạn xem. Thì các bạn ơi, cũng như comment thì có rất là nhiều bạn kêu Linh đi bảy bìm bẹp nữa đi các bạn. Thì lúc sáng mình có bảy rồi các bạn, nhưng mà mình không có quay lúc bảy cho tất cả các bạn xem. Tại mình bảy cũng gần nhà bà nội của mình đó các bạn. Thì mình bảy chỉ có 6 cái thôi, không biết có dính hay là không. Tại vì mình cũng không có gạt thời gian nhiều để mình quay nhiều, đi đặt bảy nhiều mình quay cho tất cả các bạn xem. Thì giờ mình chỉ đặt 6 cái thôi. Giờ mình đi thăm thử có dính thì mình sẽ quay lại cho tất cả các bạn xem nha. Thì bây giờ Linh mời tất cả các bạn theo Linh nha. Ok, thì các bạn ơi, cũng như thường ngày thôi, ít bảy ít hay bảy nhiều gì thì Linh cũng đem theo cái giỏ nha các bạn. Mình đựng bảy cho nó dễ các bạn. Thì ở đây thì vòng vòng đây thì vườn này người ta trồng bưởi nha các bạn. Sầu riêng tùy heo, giờ vườn có vườn không các bạn ơi. Tại vì mới qua đợt nước mặn á nên sầu riêng chết cũng nhiều các bạn. Thì mình sẽ đi thăm cái bẫy đầu tiên nha các bạn. Cũng gần gần ở đây. Rồi. Cái đầu tiên bên đó các bạn chất lớp rồi. Cũng chưa có đập luôn các bạn ơi. Đây chắc cũng đất gò không hả các bạn. Thì cũng khá là nắng luôn các bạn ơi. Vừa qua đầu giờ chiều luôn các bạn, 1 giờ rồi. Ở ngoài đây thì cái chỗ này là mình đặt cái chỗ bãi bìm bẹp mới luôn á các bạn, không phải chỗ cũ. Không biết có dính không các bạn ơi. Rồi. Đây thì một cái nó chết các bạn ơi. Giờ mình vòng lại mình qua cái vườn bên đó các bạn. Ok, giờ mình sẽ đi qua bên đây nha các bạn. Ôi dính kìa các bạn ơi, kìa con bìm bẹp già luôn các bạn ơi. Cũng khá là lâu rồi mình bẫy mới dính được con bìm bẹp già như vậy các bạn. Hôm trước giờ mình bẫy toàn là dính bìm bẹp non không à các bạn. Nè. Nguyên con bìm bẹp già luôn này không các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Đây. Đây con bìm bẹp già. Wow. Nó ị rồi các bạn ơi. Quá đã. Đó, nó bay, bẫy này nó kẹp là thôi khỏi có mà sảy luôn nha các bạn. Chạy đi đâu? Để mình mở ra mình dài con ốc khác vô các bạn ơi. Thôi mà không được chắc mình phải gỡ bẫy luôn các bạn ơi. Tại vì có một tay à. Vô. Thấy đá con bìm bẹp dày là quá ngon luôn nè các bạn. Ok, con lý bỏ vô các bạn ơi. Con bìm bẹp này chắc hồi về mình cũng cho thằng em mình luôn các bạn. Thấy con lý kìa đó. Đa số này bữa này là chắc bữa da xanh đấy các bạn ơi. Bữa thì nó rất là ngon luôn. Đang đây một cái các bạn, không dính nè. Rồi bưởi da xanh các bạn ơi. Giảm trái bưởi là biết rồi, các bạn thấy trái bưởi không? Còn cái cuối cùng nha các bạn. Cỏ lý dính được hết nè các bạn.
này nó còn sống luôn các bạn ơi. Đây, đạp gớt con ốc ra ngoài nè các bạn. Đó. Bảy có mấy cái mà dính hai con thấy có lý rồi đó. Để mình mở cái bẫy này ra mình đặt lại các bạn ơi. Nãy mình quên em heo cái chân rồi các bạn. Bởi vì mình đi quay rồi con tay và mình khó làm lắm các bạn ơi. Có gì các bạn xem clip, có gì các bạn không cảm bỏ qua cho mình nha. Tại vì mình quay có một mình nè các bạn. Hay khi nào mà bẫy dính rồi các bạn, mình giục mấy cái lông bị bẹp ở đây nha các bạn. Đó. Bây giờ mình gài ra nha. Bẫy này rất đơn giản các bạn thấy không nè. Mình bẻ vô vậy mình gài, nó rất là đơn giản luôn các bạn. Bẫy này là cái bẫy hiệu quả nhất. Đây, nó rất là thích ăn con ốc lát các bạn. Ui. Mình nắm dây con bẹp bẹp này lại các bạn ơi. Để coi một hồi nó bay mất tiêu luôn. Đây rồi mình sẽ móc vô nè các bạn. Đây. Không. Nè mình móc vô. Đó, cái chốt này thì mình cài càng ngắn càng tốt nha các bạn. Tiêu rồi các bạn ơi. Mình tưởng đâu có cái bẫy mình giục nó vô luôn các bạn. Đây. Thôi để mình mở con này ra luôn các bạn ơi. Xong rồi mình lấy là cái bẫy này mình đặt vào chỗ cũ rồi chiều mình thăm lại có dính không các bạn. Chứ ghinh cái bẫy về uổng quá các bạn, tại giờ còn sớm nè. Đây. Đây mình mở ra. Rồi mình đem lại cái chỗ cũ nãy dính đó các bạn, mình đặt lại nha. Chứ giờ mình ghinh cái bẫy này về thì uổng quá các bạn ơi. Mà đặt biết đâu chiều mình thăm nó dính nữa sao, đúng không các bạn? Tại vì có khi mình đặt một chỗ vậy mà mình thăm rồi chiều mình thăm lại nó lại dính nữa các bạn. Rất là đã. Đây, chỗ này nãy dính nè các bạn. Giờ mình gài lại. Cái camera mình lấy hai cái giò mình kẹp lại đó các bạn. Rồi không được rồi các bạn ơi. Không được, cái chốt này nó quá ngắn rồi các bạn ơi. Bỏ vô luôn. Giờ về các bạn, tại vì cái chốt bẫy này nó ngắn quá mình phải hai tay mình gài kỹ mới được các bạn. Chứ không là nó đập vô tay chảy máu luôn các bạn ơi. Ok, giờ thì mình về mình cho thằng em mình hai con bìm bẹp này luôn nha các bạn. Ok thì các bạn ơi, thành quả của mình nè các bạn. Được hai em bìm bẹp, một
con dài với một con non các bạn, cũng khá là lâu rồi mình mới bẫy được con bìm bẹp già ngon như vậy luôn. Nhưng mà mình thì ăn thịt bìm bẹp nhiều rồi các bạn, nên giờ mình sẽ đem hai con này mình cho thằng em của mình nha các bạn, con của ước mơ mình á. Thì mình xin kết thúc clip luôn nha. Các bạn thấy clip của mình hay, nhớ cho mình một like và subscribe lên cái kênh ủng hộ cho mình nha. Còn các bạn muốn mình làm clip gì thì các bạn cứ comment bên dưới nha. Bye các bạn, hẹn các bạn những clip tiếp theo.